ngâm mười lăm sự thương có đức Chúa Giêsu. Thương ôi con đức Chúa trời xa đời chịu trăm nghìn sự thương khó cho đến trên vì tôi thiên ni y hạ y. Thứ nhân y thì ngắm khi đức nghi Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chiều nạn mà chuộc tôi cho thiên ni y hạ y. Thì có Giu-đa là đầy tớ đức nghi Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm dạy dỗ những sự hiền y lành y. Ma quỷ y dùng lòng nó ban đức nghi Chúa Giêsu cho quân du xeo 30 đồng y bạc y. Vậy đức nghi Chúa Giêsu thương thiên hạ toàn ni y liều mình chịu trên thì giả đức mẹ mà đi y thành Giêsu xa lem là kẻ chở nước du đây y ai. Xong lễ trương chiều nạn thì đêm mây đức nghi Chúa Giêsu lấy nương mà quỳ xuống giữa chân cho các đầy tớ cả cùng giữa chân du đầy y vơi. Chẳng những nương không cùng lấy nước mắt giữa chân nó nữa vì thương tiếng linh y hồn ấy dình y mân ni. Đoạn đức nghi Chúa Giêsu truyền phép thánh thể cho thiên hạ mà nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết y đời. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyên y một kinh lạy cha mười kinh kinh y mừng y đội ơn đức nghi Chúa Giêsu
đã chuyển phép thịt máu mình cho chúng con. Lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước Giu-đa, ban đức Chúa Giê-xu làm ni. Y vậy, Amen.